Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách đánh vần và ghép vần với chữ bờ nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn có nhớ chữ bờ của chúng mình được viết như thế nào không? Nếu không, hãy nhìn lên màn hình và cùng đọc theo chị nhé. Bờ, bờ, bờ. Các bạn đã đọc đúng hết chưa nào? Còn bây giờ, chúng mình sẽ chuyển qua phần tập đánh vần và ghép vần nhé. Đầu tiên, chị có chữ bờ. Chữ bờ khi ghép với chữ A sẽ đánh vần là bờ A ba. Bờ A ba. Bờ A ba. Tiếp theo, chữ bờ ghép với chữ O, chúng mình sẽ đọc là bờ O bo. Bờ O bo. Bờ O bo. Chữ bờ ghép với chữ ô, chúng mình sẽ đọc bờ ô bô. Bờ ô bô. Bờ ô bô. Chữ bờ khi ghép với chữ ơ sẽ đọc thành bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ. Chữ bờ khi ghép với chữ e sẽ được đọc như sau: bờ e be. Bờ e be. Bờ e be. Tiếp theo, khi được ghép với chữ e thì chúng mình sẽ đọc bờ e be. B E B. B E B. Khi được ghép với chữ Y sẽ đọc là B I B. B I B. B I B. Chữ B khi ghép với chữ U sẽ được đọc là bờ u bu. Bờ u bu. Bờ u bu. Bây giờ chúng mình sẽ ghép chữ bờ với chữ ư và đọc là bờ ư bư. Bờ ư bư. Bờ ư bư. Chữ bờ khi ghép với chữ A và thêm dấu huyền sẽ được đọc thành bờ A ba huyền bà. Bờ A ba huyền bà. Bờ A ba huyền bà. Chữ bờ khi ghép với chữ E và thêm dấu sắc sẽ được đánh vần bờ e be sắc bé. Bờ e be sắc bé. Bờ e be sắc bé. Cuối cùng, chữ bờ khi ghép với chữ e và thêm dấu sắc, chúng ta sẽ đánh vần bờ e be sắc bế. Bờ e bê sắc bế. Bờ e bê sắc bế. Các bạn đã đánh vần đúng chưa nhỉ? Để giúp các bạn có thể đánh vần và ghép vần tốt hơn với chữ bờ thì chúng mình cùng chuyển sang phần thứ hai,
Phần thứ hai của chúng ta sẽ mang tên luyện tập. Bây giờ, các bạn hãy cùng đánh vần theo chị, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhé. Bò A3. Bò A3 huyền bà. Bò A3 sắc bá. Bò A3 hỏi bả. Bò A3 ngã bã. Bò A3 nặng bạ. Bò O Bo. Bò O Bo huyền bò. Bò O Bo sắc bó. Bò O Bo hỏi bỏ. Bò O Bo ngã bỏ. Bò O Bo nặng bọ. Bò Ô Bô. Bò Ô Bô huyền bồ. Bò Ô Bô sắc bố. Bò Ô Bô hỏi bổ. Bò Ô Bô ngã bổ. Bò Ô Bô nặng bộ. Bò Ơ Bơ. Bò Ơ Bơ huyền bờ. Bò Ơ Bơ sắc bớ. Bờ Ơ Bơ hỏi bở. Bờ Ơ Bơ ngã bỡ. Bờ Ơ Bơ nặng bọ. Bờ E Be. Bờ E Be huyền bè. Bờ E Be sắc bé. Bờ E Be hỏi bẻ. Bờ E Be ngã bẽ. Bờ E Be nặng bẹ. Bờ E Be. Bờ E Be huyền bè. Bờ E Be sắc bế. Bờ E Be hỏi bẻ. Bờ E Be ngã bẽ. Bờ E Be nặng bẹ. Bờ Y Bi. Bờ Y Bi huyền bì. Bờ Y Bi sắc bí. Bờ Y Bi hỏi bỉ. Bờ Y Bi ngã bĩ. Bờ Y Bi nặng bị. Bờ U Bu. Bờ U Bu huyền bù. Bờ U Bu sắc bú. Bờ U Bu hỏi bủ. Bờ U Bu ngã bũ. Bờ U Bu nặng bụ. Bờ Ư Bư. Bờ Ư Bư huyền bừ. Bờ Ư Bư sắc bứ. Bờ Ư Bư hỏi bử. Bờ Ư Bư ngã bữ. Bờ Ư Bư nặng bự. Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi qua phần luyện tập rồi.
Và bài học ngày hôm nay cũng sẽ dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!